Vâng ạ, trong video buổi trưa ngày hôm nay thì em lên hơi muộn các bác nhé. Hơi muộn là vì hàng nhà em vừa mới về xong và em vừa mới kiểm hàng, vừa mới chọn hàng cho khách sỉ, rồi chọn những cái chiếc bếp mà cho khách đặt sẵn rồi đấy ạ. Đây các bác này, số lượng ở đây là khách đã đặt sẵn rồi đây. Rất là nhiều mẫu bếp khác nhau này các bác này. Đây này này, khách đã chọn sẵn, khách đã hẹn trước rồi và bây giờ em chọn sẵn ra để gửi cho khách thôi. Thì trong cái video ngắn buổi trưa ngày hôm nay thì em muốn thông báo với các bác rằng là hàng nhà em đã về rồi. Và bác nào mà có hẹn trước với em rồi thì có thể liên hệ lại Zalo với em theo số 0327 238 868 để em lựa những cái mẫu bếp phù hợp cho các bác nhé. Tại vì có rất là nhiều khách hẹn nên em cũng không nhớ hết được là những khách nào cả. Thì mong các bác cũng thông cảm. Em lên nhanh cái video ngắn thông báo với các bác là hàng đã về rồi ạ. Đây, em sẽ đi qua lướt một số cái mẫu bếp mà trong cái lô hàng ngày hôm nay về các bác nhé. Đầu tiên là một con mặt đứng này các bác này, một con mặt đứng, hai đồng hồ hẹn giờ hẹn bếp, đồng hồ hẹn giờ bếp nấu, đồng hồ hẹn giờ bếp nướng các bác nhé. Tự động nấu cơm, nấu cháo, nấu nước này. Khay nướng hai tầng lửa và nó có cái mặt kính rất là đẹp luôn. Mặt kính giả đá các bác nhé. Đấy. Con này thì có giá là 3 triệu 200 nghìn đồng ạ. Rồi một con bếp Paloma nốt nhấn đời cao này các bác này. Paloma nốt nhấn đời cao. Đấy, rất là đẹp. Màu xám lông chuột các bác nhé. Con này đời 2020. Đời 2020 và nó có giá là 2 triệu rưỡi ạ. Đấy, một siêu phẩm bếp giọt nước này các bác này. Một siêu phẩm bếp giọt nước mặt kính tráng gương. Đây các bác này, mặt kính tráng gương rất là đẹp. Các bác có thấy em ai ở trong video không ạ? Đấy, một con bếp giọt nước, siêu phẩm giọt nước này các bác này. Mặt kính tráng gương các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cực kỳ nhiều chức năng, hẹn giờ 3 bếp. Đấy, con giọt nước này thì có giá là 5 triệu các bác nhé. Đấy, một siêu phẩm khác của Zinai. Đấy, con này thì khách hẹn trước rồi các bác ạ. Đấy, khách hẹn trước rồi. Đấy, rất là đẹp, bo viền inox này, cực kỳ là đẹp các bác nhé. Một con bếp này thì chỉ có giá 1 triệu 8 thôi. Con bếp trước mặt các bác là có giá 1 triệu 8 này. Đấy, rất là đẹp. Đây nữa ạ. Đấy, rất là nhiều này các bác này. Cực kỳ nhiều mẫu bếp luôn. Thì bếp nhà em lô hàng lần này về sẽ có giá từ 1 triệu 600 nghìn đồng các bác nhé. 1 triệu 600 nghìn đồng cho đến 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Các bác có nhu cầu về nhu cầu kinh tế như thế nào và nhu cầu về một chiếc bếp như thế nào thì liên hệ vào số Zalo 0327 238 868 của em để em gửi hàng, gửi mẫu và chọn cho các bác những cái chiếc bếp phù hợp các bác nhé. Đấy, video ngắn em lên qua một tí thôi ạ. Bây giờ em sẽ hẹn gặp các bác trong video cụ thể những cái mẫu bếp của bên kho nhà em vào buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin chào ạ.